Nhưng con già hoài đều như nhau cả. Con thân xác của con á, nếu mà thiếu nước con cũng không sống được. Còn thân xác của hoài đây thiếu nước cũng không sống được. Tất cả thân thể này của mình là do tứ đại hình thành, mình đều là đồng một thể cả. Và con cũng xin nói một lời thật lòng trong tận đáy lòng con á, đối với con sau này chỉ có một cách là con không có phân biệt gì con mới tu tập được. Còn nếu mà con phân biệt, con cho rằng mình là một người hay đó, trong giới luật Đức Thế Tôn có nói rằng á, mình đừng bao giờ mà mình cảm thấy người đó cung kính mình mà mình phái, hoặc là mình thấy mà thích thú đó, đó là cái sai lầm của mình, cũng là cái phạm giới của mình. Cho nên tất cả chỉ có một con đường để cho con học tập, đó chính là tất cả đều bình đẳng, và con và mọi người đều như nhau, như vậy với con đều như nhau, thân thể này của vậy và con đều như nhau, sau này cũng sẽ rụng và tan rã cả. Dạ, nhưng mà cái điều có thể giữ lại được chính là cái tấm lòng của hoài đã đem đến đây cho con suốt khoảng đường từ trên chảnh hoài đi xuống đây. Nhiều khi hoài đã suy nghĩ, hoài đem con theo trong lòng cho đến giờ này hoài vẫn ngồi đó đó. Dạ, nếu mà hoài thật sự kính mến con thì cái điều đó nó sẽ xuất hiện trong cái nội tâm của mình. Như con cũng nghe mẹ nói gì mà vấn đề có chú và những cô xuống á, thì con thật ra con hai bữa nay con luôn đem để nó trong lòng cả. Từ cái lúc mà mẹ nói một hai bữa nữa cô chú xuống thì thật ra nó luôn đi theo con, nó đi theo con trên chặng đường con đi khắc thực, rồi nó đi theo con vô tới nó tới ngay lúc mà con gặp cô chú. Bởi vậy mình có cái tình thương như vậy đó, mình có cái tình thương dạt dào như vậy đó, chú cứ để ý xem cái tình cảm đó, nó từ đâu đến. Nhưng mà con cái tình cảm này con thương mến cô chú như là gia đình của con, chứ không phải là con thương mến bằng một cái kêu là cảm xúc là nó đi vào tiêu cực, là nó luôn mà khỏi những cái gì mà tiêu cực cho mình á. Con là tích cực có nghĩa là mình phải hiểu được cái tình cảm nó từ đâu đến. Tình cảm này là nó đi trong vô hình, con chỉ nhận cái tình cảm của cô chú và tình cảm này con giữ nó lại cho bản thân mình. Dạ. Yeah. Cô chú chị thì từ lâu theo dõi các sư ở trên mạng, trên hình ảnh thôi, hôm nay được gặp sư con nghĩ rằng cái phước lớn, phước báo lớn mà con được, nên con rất là mừng khi gặp sư. Dạ không đâu ngoại, con và ngoại không có ai có phước lớn cả, phước lớn cũng không có được gì cả. Dạ, cái phước gặp... cái mà quan trọng nhất là con mong rằng ngoại hạnh phúc và ngoại tìm về nơi nội tâm của chính mình, rồi nghe lời Phật dạy đó, mình quay về nơi an trú nơi nội tâm của chính mình, tự mình thắp đèn cho mình, không cần phải tin ai cả, không tin ở đây có nghĩa là không tin những cái lời mà người ta nói chú học theo cái pháp môn đó tốt, hay là học theo cái pháp môn đó là không tin theo mà những cái gì mình đang học, chứ không phải là không tin vào mọi người, là không tin vào những cái lời mà ai chỉ mình trên cái con đường học tập này cả. Trên đường học tập là tự mình tìm ra lối tiến cho mình á, chỉ con cũng không có giúp gì được ngoại cả. Và cho nên con chỉ có thể chia sẻ những lời mà con cảm thấy là nó đúng với lòng của mình. Và ngoại cứ bây giờ ngoại cứ về, ngoại cứ sống hạnh phúc bình thường, sống bình thường hạnh phúc, rồi ngoại làm theo năm giới Phật dạy đó, tại gia như vậy thì kiếp sau ngoại cũng vẫn được an hưởng như thế này, cũng gia đình cũng tốt đẹp như thế này, rồi mình cũng sống trong mà nhung lụa rồi. Dạ. Không phải từ ở ngôn từ mà từ cái hạnh của các ngài, từ cái việc của các ngài đã ăn sâu vào tim con cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, mà để con nguyện theo bước chân của các ngài từ kiếp này hay là kiếp sau, con học theo hạnh của các ngài. Như con nói với bạn của con là phát nguyện như vậy đó, thì con xây một cái ngôi nhà thật là lớn. Dạ. Sau này tất cả ai cũng có thể vô đó được cả. Nhưng mà cái ngôi nhà này của con xây nó phải mất thời gian rất là lâu. Cái này là con lấy như cái phương tiện ra con nói là con đang học cái hạnh này, là con xây một cái ngôi nhà rất là lớn, một cái ngôi nhà rất là rộng để cho tất cả mọi người ai cũng có thể vô trong ngôi nhà ở cùng con đó. Nhưng mà con phải bỏ thời gian xây rất là lâu. Cho nên là ngoại tu tại gia ở nhà cũng vậy, ngoại tu cuộc sống tại gia của ngoại á, thì ngoại xây một ngôi nhà nhỏ nó rất là lẹ, rồi mình có thể an trú trong đó, nó cũng che mưa che nắng, nó cũng hạnh phúc trong đó. Cho nên pháp môn nào cũng là tu tập cả. Ngoại đừng mà suy nghĩ mà pháp môn này pháp môn kia nó sanh ra buồn, nó sanh ra mà mình cảm thấy là mình ấy đó. Cho nên là cái đó nó cứ đi theo mình hoài à. Cho nên ngoại cứ nghĩ rằng ở ngoại bây giờ ngoại tu tại gia ở nhà thì ngoại vẫn có thể xây được một ngôi nhà đẹp ở trên trển, quan trọng là mình có giữ giới là nó đã quá tốt rồi. Mình xây được một ngôi nhà nhỏ trên trển, còn con thì con phải lâu về, tại vì con phát nguyện con xây như vậy thì con có lẽ xây một ngôi nhà nó bự quá, cho nên nó thời gian nó phải lâu, trong nhiều đời nhiều kiếp đó. Như Đức Thế Tôn ngài cũng nói là ngài có ba thân mà khi mà ngài thành đạo đó, thứ nhất là báo thân, pháp thân và ứng thân, là thân Phật hiện tại của ngài đó. Cho nên ngài phải bỏ ra nhiều đời nhiều kiếp rồi, ngài mấy công đức của ngài cứ mà tăng cứ không giảm đó, cho nên ngài mới được thành thân Phật.
còn như các con, như với các cô chú thì mình có thể mà học tập như thế này để mà mình giảng sanh về một cái nơi tốt đẹp. Dạ.